26 tháng 4 với anh em. Thì nhân dịp anh xin lỗi anh tên gì anh vô? Tên Tuấn anh ơi. Tuấn à, mình ở đâu anh? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Dạ. Anh Tuấn ở Đồng Tháp đến này đập thùng cái con ZT155 này anh em. Thì anh cho em hỏi mình mua máy gì mà chạy chạc anh? Dạ chạy chạc anh. Mình thấy hôm nay mình bán cho thấy anh giá cả bán anh như thế nào? Dạ giá cả hợp lợi anh. Hợp lợi hả? Dạ. Nó rẻ là hay là mắc? Rẻ anh. Rồi không ơi. Dạ. Nó rẻ là được rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình cua thùng ha. Anh Tuấn tự tay cua thùng luôn. Dùng anh Tuấn. Chủ máy cua thùng anh em. Đây này có dao này có dao rồi ha. Chủ máy móc thầm luôn nha. Đây có là chất tên đó anh em. Đây 155 con này 155. 140 đây nữa nè, cái 155 nữa nè. Tới công chuyện luôn anh em. Tấn chơi bộ đồ cho luôn Tấn. Cái áo với cái nón luôn đó. Cho đẹp. À bộ đồ của ta đó, cô ra luôn đi. Thì anh em nào có gần xa mà có cảm thấy mình có yêu nhu dầu máy cua ta này thì cái liên hệ đến em ha. Ở đây mình bán có hỗ trợ chợ góp anh em luôn. Những mặt hàng máy mới máy cũ đều có anh em. Đây. Đó. Rồi lãi suất thì 10 triệu tháng 100 ngàn, rất là rẻ luôn. Nhưng mà anh Tuấn này hồi là mua tiền mặt anh em chứ không có mua chợ góp nha. Đó. Thì chợ góp tiền mặt thì mình cũng bán một giá anh em. Chứ không có giá thứ nhất thứ hai gì hết. Rồi lên thùng. Cái này mấy anh em không cãi mà xe năng mình chạy bằng cơm đó anh em chứ không phải bằng dầu nha. Tại đây chặt chội quá không có lấy xe năng chạy. Quá mới luôn em ơi. Đó, mới trung bịch công thùng luôn. Thì anh chủ máy này anh tự tay anh thu thùng mình luôn. Rất là nhiều, với anh còn rất là nhiều nha. Gì em? Đây, mấy kia đi. Đây, mấy anh em nào có mua những dòng máy cua ta đây nè, đây. 155 nhiều lắm anh em, đây. Hàng là nguyên đại kiện trong thùng anh em. Này lên dàn chạc, về chạc mấy triệu ạ. À. Đây sẵn cũng giới thiệu với anh em luôn. Đây mình có nhớ dòng máy cua ta lắm anh em. Cua ta này hàng dĩ địa nha. Dĩ địa này là EA14 nè, có đề luôn. Máy này là nhất cái nắp luôn. Con này là EA10. Dòng cua ta này về dòng này là máy bắt kim anh em. Mấy con này là F80-90. Đây là nải ép 170 mấy anh em. Qua mà quay cho nó lên nhất này, cái hàng hái này quay từ từ hả nổ. Rồi cho bơm vô lên nhớ hay nào. Rồi được nó bồ ơi. Rồi chạy đi.
dập quá. Rồi ngon lành cành tàu anh em ơi. Thông phức luôn.